Hello các bạn, mình là Andy nè. Thì bữa nay là thứ chủ nhật thì mình ghé tới cái tiệm này á, là tiệm Việt Nam. Thì ở trên Google là 4.1 á. Thì đây là ba món chánh cống là phở với bún bún bò nướng, chả giò với tôm. Rồi với một món kia là ốc chảo. Thì ba món là chánh cống ở cả nhà, thì hy vọng mà cả nhà ăn chung với mình ha. Thì mình vô đây ăn, mình làm một cái video cho cả nhà coi luôn. Cái tiệm này là một sao vậy đó. Cái này là ở thành phố Teston, là quận Cam đó cả nhà. Thì mình mấy bữa nay mình ghé quận Cam hoài à. Thì không, bây giờ mình chiếu cái đằng trước cho cả nhà, cái đằng trước nhà hàng cho cả nhà coi ha. Hy vọng cả nhà thích cái video này ha. Thì bây giờ mình để chiếu. Cảm ơn cả nhà. Chờ chút ha cả nhà, chờ chút. Cả nhà ơi, cái tiệm này là nó kêu bằng phở and grill Hùng Vương đó. Nó nhà hàng này nó cũng bự lắm ấy nha. Thì mới mở cái này là cái nhà hàng này á là 30 năm rồi, mà chủ mới là mới lấy ra 1.5 năm. Thì cái anh này là anh tên gì quên rồi, để chồng nó hỏi là anh ha. Thì mình vô nha cả nhà. Vô đó, đằng trước cái này nó để welcome nè, welcome nè cả nhà. Đó. Rồi đây là đằng trước. Dạ. Ô, chào muốn mấy đứa em nó muốn lên đó anh ạ. Không, mình không có chiếu em đâu, đừng có lo. Thì ở đây là nãy nói chuyện ông tên gì vậy? Anh Trường là chủ đó, đẹp, rất là đẹp trai. Hồi nãy anh nói cái này là ở đây là cái cơm đủ thứ em ha, số 73 đó, cơm Hùng Vương phải không? Cơm Hùng Vương ở trong đó có sườn tôm với gì em, có bì không? Tổ kia, ok. Thì cái đó hay, hấp dẫn á. Ở cái này là 15.75 á hả? Đúng rồi. Ok, thì bữa nay mình thử cái đó đi ha. Ok, thì ok, rồi để thử cái đó đi, rồi ở đây có nước dưỡng không? Ở đây có nước đá chanh nè. Nước đá chanh hả? Khoai thi, ở đây là khoai thi là người uống nhất. Ồ, có canh chi không? Sao? Canh chi á? Canh chi hả? Không. Có mấy cái loại smoothie mà tên đẹp đó. Vậy. Có vậy cho thôi, vậy không có canh chi thôi, uống đá lạnh đi. Đá lạnh với miếng chanh chậm. Ok, để đây đi rồi anh tên gì? Em tên Tuấn. Em tên Andy. Tính. Ok, bây giờ anh sẽ chiếu cái menu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Hello. Lô ở đây cái menu ở đây nè, anh Trường tới thì cái menu này Andy ngô phở anh. Andy. Ở đây là có đủ thứ món cả nhà ơi, họ chả giò, gỏi cuốn, bánh xèo, cái menu rất là nhiều món nha, trời ơi đẹp ngon quá cả nhà ơi, đó thấy không? Rồi với món ở đây là chánh cống là phở nè, chiên phở với bún bò nướng, tẩu kỳ, chả giò, tôm đó, tẩu kỳ đó, thấy không, rất là hấp dẫn nha cái menu này nha cả nhà, thấy không, cái gì cũng có đó, món nào cái gì cũng có, ngon lắm, thấy không. Rồi hoa trang đây nè cả nhà, rồi món gì cũng có hết. Đó. Ngoài bánh cuốn cũng có rồi. Bánh cuốn cũng có. Không có. Không có hả? Không sao, không sao. Mà cũng nhiều món rồi, thấy không? Cơm là ngon, ngon lắm cả nhà. Có trứng rồi nữa, thấy không? Có mì xào giòn, cái gì cũng có cái nhà ơi.
rảnh rảnh đi làm cho vui đúng không? Dạ. Đó, ta mình... có Andy nữa là Andy Ngô. Không, không phải cái đó, không phải anh. Cái này là mình ăn, cái này là 73 nè cả nhà. À, cơm Hùng Vương 6 món đó, 15 đồng 75 sen đó. Hello cả nhà ơi, bây giờ đồ ăn của mình ra rồi. Ok, cái dĩa này to to khổng lồ luôn cả nhà ơi, trời ơi. Nó có cơm sườn bì, tảo ki, dưa leo, đồ chua, chứ có trứng nữa cả nhà. Wow, cái trứng này thơm lắm cả nhà ơi. Đó, con món này hấp dẫn, có tôm nữa nè, thấy không? Tôm, sườn, sườn heo, bì, rau, đồ chua, đó, trứng. Đó, hấp dẫn quá cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Rất là thơm nha cả nhà. Cái dĩa này rất là thơm nha. Sư to khổng lồ luôn. Wow, ở đây có một chén nước mắm nè cả nhà. Rất là hấp dẫn. Wow. Chụp lại đẹp á nhỉ? Ừ, chụp lại đẹp á. Cái dĩa này sông to khổng lồ á anh. Thôi. Hello cả nhà, xin chào lại mình, cái kênh của mình. Mình bắt đầu cái món mình ra rồi, bắt đầu mình ăn cái món này. Chia sẻ cho cả nhà một lần nữa. Trời ơi, cái dĩa này nó bự lắm cả nhà ơi. Ồ, thấy không? Sư to khổng lồ này không? Tại Phỏ Hùng Vương. Ừ. Phỏ Hùng Vương, cái dĩa này là Hùng Vương á cả nhà. Phỏ Hùng Vương trên đường Thursday. Ừ. Chặt đấy em nói. Ồ, thấy không? Thấy rất là hấp dẫn nha cả nhà ha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Ở đây có một dĩa nước mắm nữa cả nhà, một chén nước mắm nữa nè, mắm cay. Mời cả nhà, mời cả nhà. Có cái dao nữa cái nhà ơi, trời ơi. Với cái nĩa, cái muỗng. Đó, thấy không? Cái này rất đẹp nha. Cái dao nĩa này rất là sạch nha cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà. Bây giờ mình sẽ đổ nước mắm vô. Nước mắm này cả nhà. Mình chan nước mắm vô. Chan nước mắm vô. Hấp dẫn đó cả nhà ơi. Chan nước mắm lên cái rau rồi cái thịt. Với cái ở đây có một miếng trứng này nè cả nhà. Trứng nè, không? Trứng nè. Đó. Rồi mới để miếng mắm trên miếng cơm nữa. Rồi. Rồi đổ nước mắm vô hết rồi cả nhà. Thấy không? Trời ơi hấp dẫn quá cả nhà ha. Ha. Thấy không? Thấy không? Đó. Thôi mời cả nhà, mời cả nhà mình ăn. Mình hồi sáng giờ chưa ăn gì hết. Cả nhà ơi, nếu mà cái video mình nó đứt á, nó cúp á, cả nhà đăng ký cho mình đăng ký cái chữ đỏ là subscribe, là cái chữ đỏ tiếng Mỹ ra đọc subscribe á, rồi share cái video mình cho bạn hoặc là gia đình của cái nhà coi ha, xem ha. Kệ, nếu mà cả nhà không có đăng ký cái chữ đỏ subscribe á, mình không có điểm thì coi cái video này nó cũng không có lợi cái gì hết. Thì ủng hộ mình nha cả nhà, bấm cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video mình cho bạn của nhà coi ha, gia đình của nhà coi ha. Bây giờ mình ăn rồi mình đánh điểm cái dĩa này luôn. Đó, cái dĩa này bự lắm. Đó, bây giờ mà tiệm này là cũng 20 năm rồi mình để truyền lại cho cũng như là em của cái anh này đó thì mới 1.5 năm rồi. Bây giờ mình ăn thì chia sẻ cho cả nhà, làm cái review cho cả nhà xem luôn. Mời cả nhà, mời cả nhà để mình ăn thử coi. Bự quá cả nhà ơi, mình không biết ăn cái gì nữa. Bự quá. Nè đó, nó đang thấy ngon lắm, tươi lắm cả nhà. Ngon. Cái sườn á nó rất là ngon. Rất là bổ, rất là béo, giòn, tươi. Một dĩa này 15 đồng 75 sen cả nhà. Cái này bên Mỹ á. Cái này là bên Mỹ gần quận Cam á cả nhà.
ở đây có một cái trứng cả nhà, trứng thấy không? Đó, trứng tôm. Tôm này cả nhà. Tôm này nè không? Ở đây có tôm, ba miếng tôm. Đó, mời cả nhà ha. Ngon. Tôm ngon. Có bì nữa cả nhà, bì nữa. Đó, thấy không? Cái sườn á. Cái sườn ngon lắm. Béo lắm. Nhà cả nhà mời cả nhà không? Sườn này cả nhà. Ồ, thấy không? Ngon. Ngon. Cơm thì không có bấy, nó không có mềm quá. Nó nấu vừa ăn. Cái cơm nó không có khô mà nó cũng vừa ăn lắm. Đậm đà vừa ăn ngon. Nước mắm cũng ngon đó các nhà ơi. Ngon quá. Tôm ngon. Cái sườn heo này ngon lắm. À, nó béo lắm các nhà. Thấy không? Béo lắm các nhà. Thấy không? Số 1. Ngon. Ngon quá các nhà. Nha. Dưa leo nè cả nhà, dưa leo nè. Đó. Ông chủ đây trẻ, đẹp trai. Mà ảnh có hai cái tiệm. Một cái tiệm ở dưới Garden Grove á, ở dưới San Lana đó, là tiệm không phải là tiệm cũng nhà hàng Việt Nam luôn, mà bán chuyên môn bán mì khô với mì nước đó. Cái đó ở dưới mình tạm đó, mình để cái địa chỉ đó luôn cho cả nhà xem. Rồi ở đây là bán đủ thứ, ở đây nhà hàng lớn này bán đủ thứ. Cái tiệm kia nhỏ mà chuyên môn là bún khô với bún nước đó vậy đó. Thì cái này á, cái dĩa này á 15 đồng 75 sen, rất là đáng cả nhà. Nó không có mắc mà nó cái dĩa nó to khổng lồ luôn á. Giờ mình đánh điểm cái dĩa này luôn. 1 tới 10 á. 1 là dở nhất, 10 là ngon nhất. Cái dĩa này á mình đánh điểm 1 tới 10 á là cỡ mình ăn mình thử cái tẩu kỳ này. Tẩu kỳ nha cả nhà. Vừa ăn 1 tới 10 á mình đánh điểm cái dĩa này á là số 7. Cũng ngon. Không có dở, ngon. Cái tiệm Việt Nam này, thành phố ở bên Mỹ, là cái thành phố nó cái tên là Teston đó cả nhà. Teston với Cali. Thì ở đây là ông chủ nói là khách Mỹ mẻ nhiều, thì khách Việt Nam ít lắm. Thì nếu mà người Việt Nam mình á mà muốn thử cái nhà hàng này á, cái việc lại ăn đi, kể cái nhà nấu cơm bún với phở rất là ngon. Ông chủ không có nói láo, ảnh là trẻ, ảnh cũng là lịch sự, ảnh cũng đàng hoàng, ảnh giới thiệu cái món cho mình này là cũng hấp dẫn lắm cả nhà. Ngon á. Ăn đáng cái tiền. Cả nhà suy nghĩ đi, ở dưới Golden Gate với Westminster á, một tô phở với cái cơm này là cũng 16 17 đồng rồi, là 20 đồng rồi, mà ở đây thì có 15 đồng 75 sen, thì nó có đầy đủ cái dĩa này to như khổng lồ luôn cả nhà. Ngon. Ở đây có miếng trứng nè. Miếng trứng nè cả nhà. Trứng nè, thấy không? Trứng nè. Mời cả nhà ha. Trứng này béo lắm cả nhà. Ngon lắm. Béo.
Ở đây tảo chi này hơi cháy, hơi đen nha cả nhà, mà cũng ngon, không có vấn đề gì hết á. Nó chỉ đen, nó chỉ cháy thôi, mà ăn vô cái gia vị nó ngon. Ở đây làm cơm sườn ngon lắm cả nhà, cơm sườn cũng ngon lắm á, thấy không? Này tảo chi nè, này tảo chi nè cả nhà, thấy không? Hơi cháy, hơi cháy. Cũng ngon, không có dở, trứng cũng ngon nữa. Nếu mà cả nhà ở gần đây á, hay là dưới lốt á, lại đây ủng hộ cái nhà hàng này đi. Ở đây bán phở với bán bún với ấp chảo ngon lắm. Bì nè cả nhà, bì nè, thấy không? Bì á, sáng giờ mình chưa ăn gì hết cả nhà, chưa ăn gì hết á. Cái này là món món tối của mình á, món dinner của mình á cả nhà. Bì này rất là ngon nha, bì này tươi á, ngon lắm á. Ngon quá. Khoái cái trứng nè, trứng nè cả nhà, trứng nè, ngon. Đồ chua cũng ngon lắm cả nhà. Trứng nè cả nhà. Thơm không? Ngon. Cái nước mắm ngon lắm nha. Nói chứ ăn mấy cái này cũng nhờ nước mắm cả nhà. Nước mắm ngon là cái gì cũng ngon. Ở đây nước mắm ngon lắm, vừa ăn. Ngon, ăn đã lắm cả nhà, đã lắm. Cái nhà chưa ăn cái tiệm này á, ông lại đi ủng hộ cái ông chủ đi. Ảnh này rất là dễ thương. Ảnh nói chuyện lịch sự lắm, dễ thương lắm. Ảnh rất là rộng rãi với đàng hoàng. Ngon quá cái nhà ơi, ngon quá. Mới ăn một nửa dĩa rồi mà no rồi cái nhà, thấy không mà cái nhà không? Cũng như 15, 16 đồng một cái dĩa to như khổng lồ này, ăn nó đáng cái tiền. Chứ nhà ăn ở dưới Garden Grove á, cái dĩa chút xíu à là cũng 16, 17 đồng luôn. Ở đây thì cái dĩa này to khổng lồ luôn cả nhà. Cả nhà ơi, nếu mà cái video này á, nó đứt á, nó cúp á, cả nhà ủng hộ mình nha, thương mình nha. Bấm cái chữ đỏ là subscribe á, rồi share cái video này mình cho gia đình của cái nhà xem, hoặc là bạn bè của cả nhà xem ha. Ở Việt Nam cũng vậy, nếu mà ở Việt Nam, nếu mà anh chị chú bác anh em nếu mà có cái video này á, nhớ đăng ký của mình nè, đăng ký cái video mình là Andy, ủng hộ mình là đăng ký cái chữ đỏ nha, cái bằng subscribe á,
rồi cứ share cái video mình cho bạn bè ấy của cả nhà hoặc là gia đình của ấy ở Việt Nam xem, thì ủng hộ mình nha. Thì thế giới cũng vậy, nếu mà người Việt Nam mình á coi cái video của Andy á thì nhớ ủng hộ mình, bấm cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem với bạn bè của nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn ha, nhớ ủng hộ mình nha. Nếu mà mình nó có sai cái gì thì đừng có buồn nha, đừng có trách mình nha cả nhà. Ngon không? Cậu kì ngon quá cái nhà. Ở đây có một miếng thịt, có một miếng thịt à. Thịt là cũng có hành, lá hành béo ngon. Ngon, ăn mây mưa cả nhà ơi. Cheers cả nhà, cheers. Một dĩa này ăn no luôn đó cả nhà. Bì với rau à, ngon. Nhà hàng này cũng lớn lắm cái nhà, không có nhỏ đâu, nhà hàng lớn lắm. Thấy không, đúng mà đông rồi, ông chủ nói đông là ngồi ngạt luôn á. Mấy ăn đảo quá cái nhà ơi, ăn đảo quá, lâu quá không ăn cơm cỡ tháng nha. Ăn qua ăn lại không biết ăn cái gì nữa cái nhà. Cũng như bữa nay là ăn cơm, ngày mai là ăn phở, ngày mốt là ăn bún riêu, rồi ăn qua ăn lại không biết ăn cái gì nữa, không biết đổi món nào nữa cả nhà. Mình nói mình thích ăn đồ Việt Nam thôi, không thích ăn đồ Mỹ. Kệ mình sống ở Việt Nam á, mình ăn đồ Việt Nam quen rồi. Qua Mỹ hơi nhỏ rồi cả nhà, bởi vậy hồi nhỏ mà sống bên Mỹ á, hồi nhỏ lúc ăn hamburger ăn mỗi ngày ăn tới ngán luôn, mà bây giờ mình lớn già rồi thì có cơ hội ăn đồ Việt Nam thì mình thích hơn, ngon hơn. Xin lỗi nha, cái này mình không có khoe, mình không có quảng cáo nha cả nhà, mình không có khoe ha, mấy cái này không có gì khoe nha cả nhà. Mình rảnh mình làm video cho cả nhà xem, thế giới xem, ở Việt Nam xem, cũng như ở Việt Nam coi bên Mỹ là sao á, ngày sống mỗi ngày bên Mỹ là sao, thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết cả nhà.
ở dưới Cali á, nhà hàng Việt Nam nhiều lắm, ăn đồ Việt Nam ngon lắm, ăn đã lắm cả nhà. Ở Việt Nam thì ăn ngon, ở Mỹ thì ăn cũng được, nó không, cái gia vị nó không có giống ở Việt Nam mình, mà ăn cũng được, sống qua ngày thôi cả nhà, ăn để sống, không phải là ăn gì, ăn để sống cả nhà, không ăn là chết, không ăn là đau bao tử, phải không? Đó, mình còn nãy giờ mình ăn no rồi, còn miếng sườn đấy chứ, cái tạo kỳ này cả nhà. Chút nữa mình để cái nhà hàng, cái điện thoại, cái địa chỉ ở dưới description đó. Thì nếu mà cả nhà chưa ăn qua tiệm này á, lại ăn thử đi. Ăn cơm với ăn bún với ăn phở hay là áp chảo á. Cả nhà ăn thử đi, không có chê đâu. Không có dở luôn nha. Lâu lâu ăn một miếng sườn á, ngon. Này sườn heo á, mà ở đây sườn ngon lắm nha, mềm, tươi béo, ngon quá. Rửa tay rồi nha. Hồi nãy giờ mình đói quá à, sáng giờ chưa ăn gì hết nha. Rồi ăn nhanh biết không, thì đói hết cái nha. Rồi tham ăn nữa. Ngon. Cái sườn á, ở đây này, ở trong này có xả đó cái nhà, ngon. Ở trong này cái gia vị nó nêm ngon. Cái nhà hàng này nó 20-30 năm rồi, mà anh này anh mua, ông chủ mua là chuyên nghề lại á, là một năm rưỡi á. Nếu mà ảnh mướn thợ mà ảnh nấu ra đó món ngon vậy là cũng hay lắm, một năm rưỡi mà ngon, nấu ngon vậy là cũng hay lắm cả nhà. Ăn đã quá, nãy giờ ăn no rồi cả nhà, 15-16 đồng ăn đó, ăn rất là no nha. Ngon. Ở Cali á, bữa nay cũng lạnh lắm cái nhà, không có mát, lạnh lắm á. Ra đường phải mặc áo lạnh á cái nhà. Mỹ á, cái này là quận Nam. Ở đây là quận Nam, rồi dưới San Jose là quận quận Bắc. Đã lắm cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà. Cơm đây ngon. Ăn xong rồi chạy về lốt lại cũng xa lắm, một tiếng mới tới là cả nhà, tiếng mới tới á. Hi, cheers cả nhà, cheers, love you đấy. Chúc cả nhà, cái video này cũng dài rồi, thì giờ mình ăn xong rồi cả nhà ơi, để chúc cả nhà hạnh phúc, mạnh khỏe, không dài với vui vẻ ha.
thì cả nhà ủng hộ mình đăng ký cái chữ đỏ là tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe á, share cái video mình cho các bạn gia đình của cái nhà xem với bạn bè của cái nhà xem ha. Thì nhớ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ là subscribe tiếng Mỹ á. Nếu mà ở Việt Nam mà không có mấy người cũng như là gia đình ở Việt Nam hoặc là anh em của Việt Nam có nhà bạn bè của nhà, nếu mà không có bấm cái chữ đỏ subscribe là mình không có điểm. Nhớ nha, ủng hộ mình đi, thương mình nha cả nhà ha. Thì nếu mà cái video này nó cúp á, xong rồi á, thì cả nhà ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe và share cái video mình cho bạn của cái nhà coi hoa, gia đình của cái nhà coi ha. Mình ăn xong rồi cả nhà ơi. Đậu kỳ, xong nè, ăn sập bánh luôn nè cái nhà, ăn ngon với ăn hết nha, thấy không? Ăn ngon với ăn hết á, không ngon là không ăn hết. Ok, thì cái video này xong rồi mình bắt đầu mình tính tiền mình đi về ha. Thì hy vọng chúc cả nhà mạnh khỏe ha. Thì hẹn lại video tiếp theo bữa sau. Ok, bye bye cả nhà. I love you. Bye bye. Chào tạm biệt. Bye bye cả nhà. Ở đây cũng lớn lắm cả nhà. Nhà hàng này mấy chục bàn luôn á, cũng lớn lắm á. Ồ, thấy không? Đó là ông chủ ngồi đó đó. Rất là đẹp nha, rất là sạch sẽ nha cả nhà. Sạch sẽ, đẹp, ông chủ lịch sự lắm. Ông chủ đàng hoàng lắm, dễ thương lắm. Thấy không? Rồi ở đây là có cháu công viên nè. Thấy không? Dễ thương lắm. Ở trên này có cái tivi nè, thấy không? Đó. Ở đây một cái bông đẹp lắm, cái chậu bông đẹp lắm cả nhà. Là ở đây có một cái cây lá đẹp. Và có ông địa nè, thấy không? Ở đây là cũng ông địa nè. Đó. Ha cả nhà. Thì này chào cả nhà, tiếng Mỹ kêu bằng welcome á, là chào. Thấy không? Ở đây có mấy cái rửa tay nữa, thấy không? Rửa tay nè, thấy không? À. Thôi xin chào cả nhà ha, giờ mình phải đi cả nhà ha. Thì nhớ nha cả nhà, ủng hộ mình nha, thương mình, đăng ký cái chữ đỏ, bấm cái chữ đỏ subscribe để mình có điểm bữa nay. Nếu mà cả nhà không có bấm á, mình không có điểm, nhớ nha. Thì nếu mà có câu hỏi gì có việc để cái comment, nếu mà mình nói cái gì sai cả nhà, để cái comment để mình thay đổi. Ok, thì hy vọng cả nhà đừng có buồn mình, đừng có ghét mình nha cả nhà, thương mình nha, ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye, love you, bye bye.